Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần, nơi mà mình sẽ ngồi xuống nói về những câu chuyện xoay quanh thị trường tiền mã hóa và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Và không dài dòng nữa thì với tập DeFi Discussion tuần này, chúng ta sẽ lại đón chào sự có mặt của một vị khách mời đã quá quen thuộc. Xin chào anh Poseidon. Hi, xin chào mọi người, chào Nguyên. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành với mọi người trong series DeFi Discussion. Hôm nay hy vọng là sẽ mang tới cho anh em thêm nhiều cái insight nó thú vị về thị trường. Dạ, yeah. Rồi, chia sẻ với anh em luôn là trước khi mà thu cái podcast này á, thì hai anh em cũng có một vài cái trục trặc nhỏ nhỏ về cái câu chuyện là setup kỹ thuật rồi không thời gian nó hợp lý. Thì có thể là trong cái buổi trò chuyện này nó có cái yếu tố vội á, thì có thể là anh em khi mà nghe podcast thì sẽ để ý cái yếu tố này. Nhưng mà tuy nhiên bỏ qua cái vấn đề trục trặc đó thì hy vọng là tập podcast hôm nay bọn mình dù có vội đi chăng nữa thì vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái góc nhìn thú vị và những cái câu chuyện nó hấp dẫn xoay quanh thị trường DeFi ha. Chắc là nếu mà nói về cái tính gọi là vội của thị trường crypto tuần vừa rồi á, thì chúng ta phải nói về cái drama của DeFi Llama, anh Poseidon ha. Thì cái DeFi Llama thì nếu mà anh em theo dõi DeFi Discussion và rất là nhiều các cái kênh liên quan đến thị trường crypto thì cũng biết đến cái dự án này, thì họ làm rất là nhiều mảng. DeFi Llama chỉ là một mảng về gọi là các cái dữ liệu, cũng như là họ có một cái nhánh về aggregator cho người dùng crypto á. Thì tuần vừa rồi thì cái team của DeFi Llama họ có một cái summit nó khá là gây nhiều sự chú ý, và cái câu chuyện đó là hai phe của cái team này họ tách ra một bên thì họ muốn phát triển một cái token. Và một bên thì họ vẫn sẽ đi theo một cái hướng nó gọi là builder thuần đó, builder gọi là in here for tech á, thì không muốn phát hành một cái token và gọi là monetize, tức là kinh tế hóa cái dự án quá sớm. Vậy thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đi về cái vấn đề này của DeFi Llama, đó là đâu là một cái điểm cân bằng giữa việc thu về lợi nhuận cho dự án và cái vế bên kia nó sẽ là việc xây dựng một cái thứ gì đó nó hay ho, nó mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tại vì giống như anh Poseidon từng chia sẻ đó, dự án thì họ cũng là người đó, đúng không, và cũng là con người và cũng phải có 24 tiếng, và phải đâu đó phải có một cái điểm cân bằng. Vậy thì cái góc nhìn của anh Poseidon về cái câu chuyện này như thế nào, và đâu là cái điểm cân bằng đó từ cái góc nhìn của anh? Rồi thì thực ra thì dự án thì như Nguyên nói trước đây, mình có từng nói trong một cái tập là dự án này người ta vẫn là con người và người ta cũng có những cái nỗi lo như bản thân chúng ta đó, tức là cơm áo gạo tiền vân vân, mà người ta cũng sẽ vì đam mê, và thứ hai là cũng người ta cũng sẽ vì những cái lợi nhuận để mà thu về cho bản thân cũng như cho cái công ty. Thì thực ra cái điểm cân bằng giữa việc đó là tạo ra lợi nhuận và xây dựng một thứ gì đó hay ho, thì theo mình thực ra cái này là theo cá nhân của mình á, thì nên làm cả hai. Tức là khi mà anh em nên tạo ra cái lợi nhuận, hoặc là các dự án nên tạo ra lợi nhuận thông qua việc cung cấp những cái gì đó có giá trị cho cộng đồng. Mình nói ví dụ như câu chuyện của DeFi Llama, thực tế là thì cái quyết định ra token của DeFi Llama thì nó khá là vội vàng, theo mình là vậy. Và khi mà nó ra token, tại vì anh em có thể hiểu là có hai phe, thì có một phe người ta đưa ra quyết định mà người ta public nó trên Twitter, trong khi cái phe còn lại không biết gì hết, và người ta cảm thấy cái sự phản cảm trong câu chuyện đó, tức là nó không mang tính thống nhất và không có cái sự bàn bạc trong nội bộ team, và nó dẫn đến một cái drama mà có một cái website mới nó fork ra từ DeFi Llama, và nó gây mâu thuẫn tranh cãi khá nhiều trên cộng đồng. Thì thực ra có khá là nhiều dự án người ta cũng không phát hành token, nhưng mà người ta vẫn tạo ra được những cái lợi nhuận thông qua cung cấp những cái giá trị cho cộng đồng. Mình ví dụ như là Messery chẳng hạn. Messery cũng là một cái nền tảng nó thuần về research, và pha vào một đó một chút cái dữ liệu về on-chain, thì người ta vẫn có thể thông qua những cái việc như là cung cấp những cái report chất lượng thì người ta sẽ thu phí của người đọc. Hoặc là một những cái dự án liên quan đến data on-chain đó, ví dụ như là một số trang như là Nansen này, rồi CryptoCon hả? Đúng rồi,
một số trang như vậy người ta vẫn có thể cung cấp những cái dữ liệu cần thiết cho người dùng và người ta thu phí, thì cái đó là một cái sự song hành giữa tạo ra giá trị và thu lợi nhuận. Còn không không nhất thiết các dự án crypto nó phải thu lợi nhuận bằng cái tạo ra token đó, thì cái này thì nó là cái điều lẽ dĩ nhiên thôi. Anh em sẽ cũng như chúng ta kinh doanh hay là làm một cái gì đó ở trong trong xã hội vậy, chúng ta tạo ra được những cái thứ giá trị hữu ích thì người ta mới đến với chúng ta, và nó sẽ bền vững hơn là cái việc mà chúng ta làm một cái gì đó nó chưa đến đâu nhưng mà chúng ta lại tìm cách chúng ta phát hành token chỉ để xả lên đầu những cái người mua, thì cái đó vẫn tạo ra lợi nhuận nhưng mà nó sẽ không có đi đôi với được cái sự tạo ra lợi ích hay là giá trị nào đó thiết thực cho cộng đồng. Nói về cái câu chuyện như lợi nhuận đi, thì em có bắt gặp một vài cái view liên quan đến cái câu chuyện này ở trên Twitter, đó là họ tranh cãi với nhau rất là nhiều về cái việc là ai là người chi trả cái hóa đơn hàng tháng để phát triển cái dự án DeFi Llama này. Và từ cái câu chuyện là ai chi trả cái hóa đơn á, thì bắt đầu họ mới phát triển lên những cái câu chuyện xoay quanh, lên những cái tranh cãi xoay quanh thôi. Thì cái này là mình thực sự ra là để mà có thông tin chi tiết về cái vấn đề này thì không dám nói, nhưng mà với cái góc nhìn là gọi là một cái business mà họ phải chi trả những hóa đơn hàng tháng, thì việc họ nghĩ đến cái câu chuyện là monetize để cover để gọi là bù đắp lên những cái khoản mà họ đang phải chi trả, gọi là gồng lỗ đó, thì nó cũng là hợp lý. Tuy nhiên là làm sao để đến một cái điểm nào đó mà mình tạm gọi là cái giá trị cung cấp cho cộng đồng nó đủ nhiều, thì khi mà monetize nó, gọi là mình kinh tế hóa nó bằng có thể nhiều cách, có thể bằng token chẳng hạn, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà có một cái thắc mắc, đó là anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái cách phát hành token, ví dụ như là như thế nào là một cái thời điểm hoặc là một cái cách phát hành token nó búp sức mạnh thêm á, kiểu như vậy, tức là nó tăng cái tính hiệu quả cho cái dự án. Tại vì ví dụ như là dự án họ đang có một chúng ta đang đặt cái góc nhìn là với những cái dự án mà nó có value thực cho người dùng, nhưng mà khi mà họ đã có những cái value như thế này, vậy thì cái thời điểm như thế nào thì là phù hợp để họ ra mắt một cái token và nó tăng cái thêm cái value, tăng cái sự hiệu quả cho cái những gì mà họ đã xây dựng từ trước. Thì cái góc nhìn của anh về cái vấn đề này là như thế nào? Thời điểm mà để ra mắt token thì nó sẽ theo mình nhé, nó sẽ tùy thuộc vào từng cái dự án thôi. Nhưng mà để mà hoàn hảo nhất á, thí dụ như mình sẽ lấy cái câu chuyện của Arbitrum phát hành token vừa rồi ha, để ví dụ minh họa cho nó dễ hiểu. Tức là đầu tiên thì người ta ra mắt token, ở đây là hình thức ra mắt token là retroactive đúng không ạ, chứ không phải là cái hình thức là long path hay long pool hay là ICO. Thì đối với cái hình thức của Arbitrum á, thì mình đánh giá cao cái thời điểm ra mắt của người ta. Thứ nhất là người ta ra mắt sau khi người ta đã có một thời gian dài trải qua từ câu chuyện xây dựng sản phẩm, từ những cái trang giấy đầu tiên cho đến testnet, mainnet, và nó đã đi vào hoạt động rất là ổn định, cũng như là cái hệ sinh thái nó đã phát triển tương đối tốt ở trên đó. Nếu anh em có research thì em thấy là trên đó nó có khá là nhiều những cái mảnh ghép ở mức cơ bản và khá là đa dạng, tức là nó đã sẵn sàng để đón nhận cái dòng tiền mới vào vào từ cái cộng đồng crypto rồi. Thì đó là cái thứ nhất, tức là cái khâu chuẩn bị cái phần nền tảng của người ta đã khá là tốt. Và cái thứ hai đó là cái sản phẩm đó không chỉ là đơn thuần là nó hoàn thiện mà nó còn được kiểm chứng bởi khá là nhiều người dùng. Đó, rất là nhiều những cái tác vụ, những cái liên quan đến DeFi, liên quan đến NFT thì nó đã được thực thi ở trên Arbitrum trong suốt thời gian dài để người ta cày những cái retroactive hoặc là đơn thuần là người ta trải nghiệm thôi, thì mọi thứ nó đều mượt mà và khá là ok, cũng nhận được những cái phản hồi rất tốt từ cộng đồng. Cái thứ ba đó là cái thời điểm này thì cái câu chuyện về layer 2 nó vẫn đang khá được quan tâm, khi mà những cái liên quan đến những cái cập nhật liên quan đến Polygon hay là những cái liên quan đến ZK Rollup thì hiện tại nó vẫn đang khá là hot trong thị trường, thì đây là cái thời điểm mà khá tốt để mà Arbitrum timing để ra cái token. Bởi vì Arbitrum mặc dù nó không phải là thuần về cái ZK Rollup nhưng mà nó vẫn là một cái layer 2. Cái thứ tư nữa là cái thời điểm này là thị trường, hoàn cảnh thị trường nó đang rất là tốt, tức là Bitcoin nó đang lên và có một cái sóng tăng khá là mạnh mẽ trong quý 1 2023.
Thì đó theo mình là bốn cái lý do mà mình cho rằng Arbitrum đã tham minh một cái thời điểm để mà ra mắt token khá là tốt. Bởi vì mọi người cần hiểu đối với cái phương pháp, cái đặc điểm của cái việc mà ra mắt token thông qua airdrop hoặc retroactive là dự án nó phải chịu áp lực từ cái việc mà bán ra của những cái người mà nhận được token. Thì cái điều này thực ra là không có đúng hay sai, hay là không có vấn đề về mặt đạo đức gì ở đây cả. Tại vì khi bạn thu được lợi nhuận thì bạn có quyền bán ở trên thị trường, và cái chuyện đó nó theo mình đánh giá thì nó không ảnh hưởng gì về mặt đạo đức hết. Mình sẽ không bạn phán xét là tại sao mày nhận được token của tao mà mày xả liền như vậy. Thì cái đó là chúng ta nói trên câu chuyện nó hơi buồn cười, nhưng mà thực ra nó không có vấn đề gì ở đây cả. Và đó là cái quyền của từng nhà đầu tư, người ta có thể hold, có thể mua. Yeah, free market đúng không? Nó là một cái thị trường tự do. Đúng rồi, xem người ta có thể gom thêm hoặc người ta có thể bán đi chỗ rời. Thì chính vì vậy dự án nó sẽ chịu áp lực khá là lớn. Bởi vì như mọi người biết thì Arbitrum đã mainnet thời gian khá là lâu rồi. Và cái ví đủ điều kiện để mà nhận retroactive thì trên thực tế nó cũng khá là nhiều. Thì mọi người có thể theo dõi những cái thông tin ngập tràn thời gian qua, mọi người biết là cái lượng airdrop của nó cũng khá là lớn rồi. Thì nó phải chịu cái áp lực mà phải đỡ được cái giá. Tại vì sao? Nếu mà em ra mắt token, nhưng mà cái sự ra mắt token đó nó kéo theo một cái cú sụt giảm quá lớn á, và nó không được như kỳ vọng á. Tại vì anh em phải hiểu rằng Arbitrum nó là một cái layer 2 thuộc dạng top 1 ở trên Ethereum. Thì ít ra nó cũng phải được như Optimism, ít ra nó cũng phải được gần được như Polygon, và phải hơn những cái thằng hơn những cái thằng mà nó kiểu như nó thuộc dạng tier 2, tier 3, dạng như Boba Network hay là Robrink hay là đó ở Scale Network chẳng hạn. Thì nó phải ở đâu đó ở trên những thằng đó, và có thể là ngang bằng Optimism hoặc là gần bằng Polygon. Thì nếu mà anh đã mắc token xong mà token của anh nó bị đun quá mệt, market cap nó bị giảm quá sâu đó, và mọi thứ nó trở nên tệ hại, thì cái việc retroactive của người ta cũng thất bại. Thì bởi vì vậy người ta chọn những cái thời điểm timing là bốn cái điều kiện như mình nói, thì nó có tác dụng là bởi vì thị trường đang khá là hưng phấn và cũng đang có những cái động thái tích cực từ Bitcoin hay là từ thị trường chung hay là từ những cái câu chuyện về layer 2, cho nên là cái token ARB nó cũng sẽ đỡ phải chịu những cái áp lực giảm giá tương tự như vậy, và nó sẽ có lý do khiến cho nhiều người ta lựa chọn là hold hoặc là mua thêm thay vì bán ra. Đó thì theo mình thì đó là cái lý do cái áp lực, và đồng thời cũng là trở thành là cái lý do mà tại sao Arbitrum lại lựa chọn ra mắt token trong cái thời gian này. Cái đó cái thời điểm mà họ chọn ra mắt cái token đó, thì chắc em sẽ dùng cái từ là lọc lõi đi, chứ nó không hẳn là lọc lõi, tức là cái nghĩa nó không quá tiêu cực, mà nó cũng không quá là gọi là họ ngây thơ đến mức độ mà họ để cho cái token của họ bị đâm một cách quá là thê thảm. Tại vì chúng ta thấy là rất là nhiều cái trường hợp mà các dự án họ ra mắt dưới dạng retroactive á, thì trong quá khứ đó rất nhiều cái case là cái đồ thị nó đi một đường xả dài luôn. Thì cái thời điểm mà Arbitrum ra mắt thì nếu mà được mô tả bằng một cái từ thì chắc là cái từ lọc lõi. Họ có những cái tính toán rất là, nói chung là rất là hay. Ví dụ như cái câu chuyện mà họ kể trong suốt một năm vừa qua á, thì mình hay nói về cái gọi là cái use case của token đúng không? Khi mà mình nói về tokenomics đồ này nọ thì mình hay nói về cái use case là cái ứng dụng của cái token đã được làm gì. Thì cái use case mà em thấy khá là hay của Arbitrum, thậm chí nó còn có trước khi mà cái use case nó có trước khi mà cái token nó ra nữa, tức là nó là một cái công cụ về marketing, một cái công cụ về kéo dòng tiền đổ về cái network đó. Và chúng ta thấy là kể cả khi họ không có token nữa, cái token nó vẫn có một cái chức năng gì đó rất là kinh khủng, và nó kéo một cái lượng tiền rất là lớn đổ về cái hệ sinh thái. Và ok, thì chắc là nói về cái cách làm này của họ đi, thì anh nghĩ là cái cách làm này nó có cái gọi là cái mặt lợi và cái hạn chế nào hay không, gọi như là chúng ta có những cái góc nhìn nó đa chiều hơn về cái cách triển khai theo hướng này, và liệu các cái dự án mà triển khai theo cái hướng này, tại vì chúng ta có rất là nhiều cái dự án trong danh sách rồi ha, rất là nhiều các cái ZKVM họ nhiều khả năng thì họ sẽ ra mắt theo cái kiểu này. Vậy thì thứ mà chúng ta nói hôm nay sẽ là cái lợi và cái hại, và để xem là khi mà cái bối cảnh của thị trường nó có những cái thay đổi á, thì với những cái nền tảng về góc nhìn như thế này thì chúng ta sẽ có những cái tùy chọn xử lý nó phù hợp hơn trong tương lai. Vậy thì anh Poseidon nghĩ đâu là cái mặt lợi và mặt hại của cái cách làm này?
Thì retroactive thì nó không mới, nó cũng tồn tại phổ biến từ sau cái đợt retro của Uniswap và OneWin thì nó cũng dần trở nên phổ biến hơn đối với cộng đồng rồi. Thì cái retroactive thì thực ra nó là một cái kết ra mắt token mà theo mình là nó nhiều nhiều ưu điểm hơn so với những cái kết ra mắt truyền thống. Tại vì thứ nhất thì nói về ưu điểm đi, thì thứ nhất thì đầu tiên thì người dùng người ta sẽ chủ động tìm hiểu về dự án đó, thay vì bị động đó, tức là dự án thay vì người ta bỏ tiền ra người ta thuê KOL, thuê những cái trang web về crypto hoặc là làm những cái clip hay là chạy quảng cáo vân vân để cho người dùng người ta biết đến hoặc là chỉ mới biết đến thôi, chưa biết người ta có muốn tìm hiểu hay không nữa, thì anh em có thể thấy cái làm đó bây giờ nó cũ quá rồi và thực ra nó không hiệu quả. Tại vì hàng ngày trên crypto, cho dù trong cái thời điểm downtrend như hiện tại, trong cái thời điểm thị trường nó khó khăn như hiện tại thì vẫn có rất là nhiều dự án ra mắt mỗi ngày, và cái cách làm đó nó khá là theo mình là không hiệu quả. Thì đối với retroactive thì nó là một cái cách mà để cho người dùng người ta sẽ chủ động tìm hiểu dự án, và không chỉ là chủ động tìm hiểu mà người ta còn chủ động sử dụng dự án, sử dụng luôn hệ sinh thái, sử dụng tần tật những cái có thể liên quan. Thì đó là cái, ngoài ra là dùng xong người ta còn feedback, còn thảo luận, còn xây dựng cộng đồng, có thể là người ta còn có chat tích cực rồi support ở trong Discord hay Telegram để mà được tăng thêm cái khả năng nhận retroactive. Thì đây là một cái kết làm mà theo mình thấy là nó đây một cái ưu điểm theo mình thấy là rất lớn, mà đối với những cái kết làm truyền thống ấy, thì nó khó thể có được. Cá nhân mình cũng vậy thôi, ví dụ như bây giờ mình research mỗi ngày đi thì mình cũng chỉ ưu tiên hai loại dự án. Thứ nhất là dự án mà nó có quá nhiều quỹ đầu tư lớn, nó nổi tiếng, nó được nhiều quỹ đầu tư support, nó gọi là nó cây đa cây đề ở trong thị trường rồi thì chắc chắn chúng ta phải tìm hiểu rồi. Một dạng dự án thứ hai là những cái dự án mà nó có cơ hội retroactive. Chúng ta bây giờ cá nhân mình cũng chỉ tập trung hai dạng đó để research thôi, thì chắc là mọi người cũng vậy. Cái thứ hai, cái ưu điểm thứ hai đó là nó thu hút nhanh chóng cái dòng tiền, và thậm chí là thu hút luôn cái việc là những cái đội phát triển để mà xây dựng những cái hệ những cái mảnh ghép nhỏ quên nó nữa đó. Mình ví dụ như Arbitrum chẳng hạn, Zcashin chẳng hạn, những ví dụ như gần đây nhất là Zcashin Mainnet, thì em có thể thấy là Zcashin Mainnet xong thực ra là nó đã có sẵn hầu như khá là nhiều những cái dự án nhỏ trong đó nó xây sẵn rồi, chứ tại vì người ta biết chắc chắn cái câu chuyện như này này. Anh nói là anh có cơ hội nhận được retroactive thì khi mà anh mainnet xong á, người dùng sẽ đổ vào, tiền nó sẽ đổ vào, và có cầu thì sẽ có cung, là chúng ta nói như câu chuyện như vậy thôi. Người ta đổ tiền vào thì đâu phải người ta chỉ thực hiện những cái chuyện là brick qua brick về đó, người ta còn muốn những cái cơ hội khác, những cái câu chuyện khác ở trong đó. Thì chính vì vậy những cái thằng mà đầu nó có sạn thì nó lập tức nó làm những cái AMM đó, những cái landing nó nằm sẵn ở trên đó rồi. Có thể nó sẽ retro, có thể nó không retro, nhưng mà nó chắc chắn nó chỉ cần làm sản phẩm ở trên Arbitrum, trên Zcashin, sau khi mainnet nó sẵn sàng nó ngồi ở đó thì sẽ có dòng tiền mà người dùng từ khác tới dùng của nó thôi. Đó là có cầu ắt có cung mà, thì cho nên là retroactive của một dự án nó lại kéo theo cái sự phát triển của những cái mảnh ghép ở trong đó, nếu nói về hệ sinh thái hoặc là những cái sản phẩm phụ trợ khác liên quan đến dự án rồi. Và cái cuối cùng là cái về phía người dùng á, thì theo mình thì đây là cũng là một cái trải nghiệm tốt đối với cá nhân người dùng ở trong thị trường, tại vì không phải ai cũng đủ đam mê hay là người ta cần phải biết. Ví dụ như là có những người nhà đầu tư đến bây giờ, người ta mặc dù người ta tham gia thị trường cả năm rồi nhưng mà người ta vẫn không biết sử dụng những cái AMM Dash nó như thế nào, người ta vẫn không biết xử lý những cái lệnh bị pending ở trên Dash nó như thế nào đó, người ta vẫn không thể nào thao tác được cái câu chuyện đó là vay và vay mượn ở trên một cái landing pool, bởi vì cái trải nghiệm hiện tại là trên các dự án này nó không có dễ và nó không có ai support cho mình cả. Nó không giống như anh em xài Binance hay xài những cái sàn khác có người support, có hướng dẫn tận răng, thì những cái này nó mang tính design nhiều hơn đó. Thì không phải người dùng nào người ta cũng sẵn sàng bỏ thời gian hay là người ta sẽ bỏ ra công sức để người ta tìm hiểu câu chuyện đó, người ta chỉ đơn giản là mua hold. Nhưng mà khi mà có cái retroactive này thì từ phía người dùng người ta buộc, lúc này người ta muốn mà anh muốn có cơ hội, anh muốn tìm được cơ hội, anh muốn tìm được lợi nhuận thì anh phải buộc, anh phải tự học thôi, phải tự làm thôi. Thì về phía người dùng đây cũng là một cái trải nghiệm tốt và nó mang tính tích cực để mà giáo dục cho chúng ta biết những cái tác vụ khác ở trong crypto, biết cách tự bảo vệ ví của mình đó, rồi biết revoke, rồi chống những cái scam hay là những cái hack ví, hay là biết có thể thậm chí là đi sâu hơn
biết một số cái mẹo để mà yield farming có lợi nhuận cao, biết một số cái mẹo để landing để mà có lợi nhuận tốt hơn, vân vân, thì theo mình cái này là tốt thôi, tại vì nó sẽ nâng cao cái trình độ chung của thị trường lên đó. Nhưng mà nói về câu chuyện hạn chế thì như hồi nãy chúng ta nói thì retroactive nó cũng sẽ có những hạn chế. Thì cái đầu tiên là cái về câu chuyện đó là bot để mà người ta cheat để mà được nhiều ví hơn á, tức là một cá nhân hoặc là một tổ chức có thể có hàng trăm thậm chí cả nghìn ví là chuyện bình thường. Thì thực ra cái case của Arbitrum mới đây thì cũng gặp phải rất là nhiều cái sibin á, tức là cái kiểu mà bot mà không có lọc được, đúng không? Không có lọc được. Nhưng mà cái này là một cái em nghĩ là trong tương lai sẽ có một vài cách, có thể họ sẽ, nếu như mà có thể họ KYC, hoặc là KYC thì nó hơi nó hơi centralized một xíu, hoặc là nó sẽ partner với một bên thứ ba để mà yêu cầu một cái định danh, ví dụ như là phải có thêm một cái điều kiện nào đó, thí dụ như liên quan đến một cái ID của gas xe chẳng hạn, hoặc là một cái domain của NS chẳng hạn, thì có nhiều cách. Nhưng mà đó thì anh em có thể thấy bot tham gia nhiều, thì thứ nhất là đối với một số cái mạng ấy, nó không có đủ cái sự mệt mỏi và nó không có chưa có tối ưu tốt ấy, thì cái việc mà quá nhiều bot spam thì nó có thể khiến cho nghẽn mạng lưới và cái trải nghiệm của người dùng mà người ta thực ấy, thì người ta là bị xấu đi và gây ảnh hưởng xấu lên chung lên luôn cả cái dự án. Cái thứ hai đó là ảnh hưởng sau khi retro ấy, thì đó sau khi retroactive, nếu mà giá token nó bị đung quá sâu và thực ra cái dự án người ta không có cái cách để người ta giữ chân dòng tiền thì khả năng cao là nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như những cái dự án như là Paraswap, chúng ta Paraswap thì là một cái MM và người ta retroactive cũng khá là lớn. Theo mình thì đây là một cái retroactive cũng khá là giá trị, tuy nhiên sau đó thì giá token bị đung rất là sâu và dự án gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ chân dòng tiền và hầu như là không có biện pháp nào tối ưu cả. Hay là một cái dự án trước đây mình nhớ là INV, chúng ta Inverse. Là một cái dự án về DeFi liên quan đến mạng phân cấp rủi ro, thì nó cũng có một cái retroactive rất là lớn. Mình nhớ là hình như ai mà trúng là được đâu mấy chục nghìn đô là đó. Nhưng mà sau đó anh em thấy là retroactive xong thì nó cũng gặp quá nhiều vấn đề về mặt sản phẩm, về mặt bảo mật, và hầu như không có cách nào để cho cái nó bùng nổ trong cái việc khi mà nó ra cái tiếng retroactive, nhưng mà sau đó thì nó cũng dần dần nó chết đi luôn và hiện tại cũng chẳng ai nói về inverse nữa cả. Thì đó chính là những cái hạn chế của retroactive, tức là anh em, nó cũng là hạn chế chung của cái marketing hay là cái quảng cáo truyền thống thôi, tức là chúng ta làm cho người khác biết đến chúng ta, nhưng mà tự chúng ta phải tạo ra được những cái giá trị để giữ chân người ta lại, phải làm cho người ta tin tưởng thì người ta ở lại lâu dài chứ. Nếu mà chúng ta không làm được câu chuyện đó thì đôi khi retroactive nó lại là trở thành một cái mình hay nói là gì, cho tất cả đung lên đầu nhau và thoát luôn, tức là cả quỹ, cả nhà đầu tư, cả chính cả dự án và chính cả những thằng nhận được retroactive nó cứ xả và nó giết chết luôn dự án và không còn ai quan tâm đến dự án nữa, mà lúc đó người ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận thôi. Thì đó là cái hạn chế của retroactive, hai cái hạn chế mà mình thấy là nó khá là phổ biến. Vậy thì anh Poseidon đang nói đến cái câu chuyện là làm sao để một dự án sau khi họ ra token, và đặc biệt là ra dưới cái dạng là airdrop ấy, thì làm sao để họ vẫn giữ được người dùng ở lại sử dụng cái sản phẩm của họ. Vậy thì anh nghĩ một cái dự án nó có cái đặc tính như thế nào thì sẽ có thể giữ lại được cái dòng tiền, mặc dù là họ đã tôi cho free money đó, tôi cho tiền miễn phí đó, và bạn có quyền đùm nó lên thị trường. Cái này là chuyện bình thường, cái đó là do bạn. Nhưng mà làm sao để người dùng họ vẫn ở lại với cái dự án đó, kể cả khi là họ tung ra những cái airdrop, thì cái này cũng muốn biết cái, có thể coi là một cái danh sách tiêu chí của anh Poseidon. Theo mình là hai cái yếu tố mà lớn nhất đối với mình sau khi mình, thí dụ mình nhận vị trí tiếp đi, đối với cảm nhận cá nhân của mình thôi, nhưng mà mình sau đó mình vẫn ở lại và theo dõi quan sát dự án rất là lâu, thậm chí là sử dụng hoặc là đầu tư, thì mình nói một cái case
cũng lâu rồi, đó là Uniswap đi. Thì mình cũng vô tình được retro active từ Uniswap, do mình thực ra mình cũng chẳng biết là nó sẽ retro gì hết á, tại vì thời điểm 2020 cũng chẳng ai nói về retro active. Thời điểm đó thì thị trường vẫn đang chưa có gì hot. Thì một số cái liên quan đến DeFi nó bùng nổ, sau đó là người ta chơi những cái đồng coin mà gọi là shitcoin á, người ta add ở trên Uniswap á, thì mình cũng tham gia, mình chơi, mình đầu tư, mình mua đi bán lại, thì tự dưng nó được retroactive. Thì thời điểm đó hình như là một ví được 400 uni, thì một uni mình xả đâu được $8 á, thì xả xong mình vẫn phải theo dõi Uniswap bình thường thôi, tại vì thứ nhất là Uniswap là nó thời điểm đó nó là một cái dex xịn nhất ở trên thị trường, và không dùng uni thì cũng chẳng biết dùng con nào khác để thay thế cả, cho nên là mình vẫn phải dùng nó hàng ngày. Dùng từ phải đây nghe nó hơi khiên cưỡng, ý của mình là nó vẫn tốt để mà mình xài hàng ngày, và mình không thấy có vấn đề gì để mà mình phải bởi vì mày cho tao retroactive xong rồi, cho nên là giờ tao phải rút tiền của tao về và tao không có xài mày nữa, thì mình không có nghĩ vậy, bởi vì nó tốt, nó làm quá tốt. Đa phần những cái những cái thanh khoản ở trên nó là tốt nhất, thì tại sao mình phải xài một cái sàn đất khác? Có thể mình vẫn sẽ qua những cái đất khác để mình swap vài lần để retroactive, nhưng cuối cùng mình vẫn phải về Uniswap để mình thực hiện công việc đầu tư của mình. Đó là cái giá trị mà Uniswap nó tạo ra cho nhà đầu tư, và thậm chí là cho các dự án cũng vậy. Người ta sẽ list những cái pool của người ta lên làm thanh khoản ở trên Uniswap, chứ không phải lên những cái sàn khác đó. Thì đó là cái giá trị về mặt sản phẩm. Và cái thứ hai là Uniswap thì sau đó một thời gian DeFi bùng nổ, và Uniswap nó lại tiếp tục, nó trở thành một trong những cái list của mảng DeFi, và nó nhận được cái sự gọi vốn của rất là nhiều, nó gọi vốn thành công từ rất là nhiều những cái quỹ lớn như A16Z rồi các thứ. Thì khi đó mình lại càng phải follow để mình tìm cơ hội đầu tư vào trong Uniswap, và sau đó mình có những cái thời gian là mình đã mua và mình hold Uniswap cũng có một khoản lợi nhuận nhất định, thì chứ không phải là mình sẽ rời bỏ nó đi luôn. Thì ý của mình là như vậy, tức là câu chuyện ở đây là dự án nó phải cho nhà đầu tư thấy được và nhìn trải nghiệm được cái sản phẩm của nó thực sự tốt, và cái tiềm năng của nó trong tương lai là dài hạn. Thì bởi vì thị trường nó sẽ có rất là nhiều cái góc nhìn khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau, và trong đó có rất nhiều là nhiều người người ta theo cái trường phái là đầu tư dài hạn, và người ta cần cái gọi là niềm tin, chỉ cần người ta tin thôi thì người ta có thể hold một cái token thậm chí là vài năm là bình thường, 3, 4, 5 năm, thậm chí 10 năm là bình thường. Thì dự án nó phải làm được câu chuyện đó, và nó phải chứng minh được cho người ta thấy là không phải là tao dự án này nó hot là bởi vì nó có retroactive, mà dự án này hot và dự án này nó lôi kéo được dòng tiền là bởi vì bản chất nó đã là một dự án tốt rồi. Mình nói tiếp cái cây của Arbitrum đi, mình đã bán cái token mà mình được airdrop của Arbitrum rồi, nhưng mà chắc chắn nha là nếu mà giá nó đung xuống và đến một cái entry nào đó mình cảm thấy nó chấp nhận được thì mình xuống tiền rồi, thì chắc chắn mình sẽ mua hold, và chắc chắn là mình sẽ làm câu chuyện đó, tại vì đối với mình Arbitrum nó không có gì để chê cả. Anh em xài Arbitrum anh em sẽ thấy cái gì? Thứ nhất giờ nó giao dịch nó rất là nhanh rồi, thứ hai nó rẻ, thứ ba nó cũng chả có lắc hay là chả có bị nghẽn mạng nhiều như ngày xưa dùng Solana lâu còn bị nghẽn, chứ Arbitrum chưa thấy gì, trừ cái đợt claim airdrop ha. claim thì hơi toang tí là vì quá nhiều rồi. Thì đó, thì mình thấy còn lại mọi thứ vẫn đang khá là ok, và đây là một cái hệ mới mà hệ mới thì chắc chắn nó sẽ có nhiều cơ hội ở trong đó, thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục mình theo dõi và mình đầu tư Arbitrum. Và như cá nhân mình ai mình không biết, chứ mình sẽ tiếp tục mình giữ một cái phần ở trên Arbitrum để mà mình sẵn sàng mình tìm kiếm cơ hội và thậm chí là đầu tư vào những cái mảnh ghép ở trong đó. Thì đó là cái mà Arbitrum làm được, tức là ngoài câu chuyện airdrop thì khi mà người ta nói về Arbitrum thì người ta sẽ ok, đây là một cái dự án layer 2 tiềm năng và tốt và có cơ hội phát triển trong tương lai, thì chỉ cần cái việc đó thôi là tự khắc nó sẽ giữ được dòng tiền rồi. Câu hỏi tiếp theo nó hơi mang tính cá nhân một xíu nha, tức là cũng khá là tò mò là khi mà nhận được airdrop của một dự án á, thì cái cảm tình đối với cái dự án đó thì là bao nhiêu phần trăm, tại vì nó cũng nghe nó hơi anh em nghe đoạn này thì có thể nghe nó hơi cái câu hỏi nó hơi vô lý một xíu, tại vì tài chính mà đúng không, tài chính là phải rạch ròi, phải estimate nó ở trên cái giá trị cốt lõi, nhưng mà cái này nó là một cái phần liên quan đến câu chuyện marketing, và chúng ta đã nói khá là nhiều ở cái phần trước rồi, đó là cái token bản thân một cái use case của nó là cái công cụ về marketing, và nó là cái cách để gắn kết với lại người dùng, cộng đồng. Và em cũng tò mò thôi, tức là em tò mò là nếu như mà
từ góc nhìn của anh thì khi mà nhận một cái airdrop chẳng hạn thì cái cảm tình của anh với cái dự án đó thì sẽ là bao nhiêu phần trăm? Thì thực ra nói cảm tình thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ cảm thấy vui rồi, chắc chắn là mình sẽ thấy vui rồi, tại vì ở những cái nhận định của mình, tại vì ở những cái nhận định khi mà mình làm mình trải nghiệm con một cái dự án nào đó hoặc là một cái sàn nào đó mà mình nhận định là nó có return office và kết quả là đúng như mình nhận định rồi, mình còn được một cái khoản tiền nó khá là lớn đúng không ạ, mấy nghìn đô là cũng khá là lớn đối với đa phần thu nhập của người Việt Nam rồi, thì mình thấy là dĩ nhiên đầu tiên mình sẽ thấy vui và chắc chắn là trong lòng mình cũng sẽ có cảm tình hơn với cái dự án đó, thậm chí là nhiều người người ta còn cảm ơn dự án rồi bla bla, đó là chuyện bình thường, tại vì có nhiều người thậm chí người ta còn đổi đời từ những cái retroactive thôi, mọi người không biết rồi, người ta lên Twitter người ta nói rất là nhiều rồi nó cũng lan tỏa cái đó ra. Chính xác, và cái cảm xúc đó nó sẽ được lan tỏa rất là mạnh ở trên những cái công cụ truyền thông đó, thì mọi người cứ tưởng tượng đó, thì nếu mà trong tay chúng ta hiện tại chưa có gì đi, thí dụ như vị thế của anh em đang là sinh viên hoặc là học sinh gì đó, anh em tham gia thị trường mà nhận được những cái airdrop nó giá trị ví dụ như vài nghìn thậm chí vài chục nghìn đô, thì chắc chắn là nó đúng là những cái kèo mà nó gọi mang tính thay đổi vị thế, thì cái việc người ta có thiện cảm hay là thậm chí là có nhiều người ta siêu mạnh mẽ hơn cho dự án, người ta trở thành fan lâu dài luôn là chuyện bình thường đó, tại vì khi mà người ta nhận được retroactive thì mình nói hơi kiểu tiêu cực một chút xíu drama đấy, như khi anh em nhận được token đi thì cái việc anh em đã có hàng ở đây là có token thì anh em muốn bán ở giá cao hay giá thấp, dĩ nhiên là chúng ta muốn bán ở giá cao rồi, chỉ có khi nào mà một cái dự án list lên mà chúng ta chưa có ai có token nhiều thì chúng ta mới mong nó đun để chúng ta mua thôi. Thí dụ như Avitrum mà nó list lên mà không airdrop chẳng hạn, chả có ai có token, rõ ràng lúc đó chúng ta chỉ kỳ vọng thôi mày list cứ 0.3, 0.4 gì cho tao mua cái đi chứ mày list là 2-3 đô sao tao dám đu. Rồi thì... nó là một cái câu chuyện rất là thực tế về mặt con số đúng không? Yeah, đó thì cho nên là khi mà nhiều người airdrop thì chắc chắn người ta phải siêu, thậm chí người ta tạo ra cái sự FOMO để mà người ta mong muốn người ta xả được, bán được những cái giá cao, đó thì đó là chuyện bình thường thôi trong cuộc sống thôi mà, nó không có gì hết, nhưng mà chung nói như Nguyên á, tài chính thì chúng ta cần phải lý trí chứ không phải là cảm xúc, tức là ok đồng ý là bây giờ mày vẫn đang làm tốt thì tao vẫn đang quan sát mày, nhưng mà nó là như vậy á, tức là chúng ta đầu tư vào dự án chúng ta đôi khi chúng ta đừng hãy cố gắng loại bỏ những cái cảm xúc cá nhân, cũng đừng vì có thể mình không được airdrop mà mình cảm thấy mình ghét con Arbitrum, không bao giờ mình muốn mua nó nữa, thì nếu mà như vậy thì khi mà giá nó về cái vùng hợp lý và cái vùng mà chúng ta có thể mua lâu dài hạn anh em, bởi vì anh em cái tâm lý anh em đó người mình ghét rồi mà, mình chỉ muốn quan sát những thằng khác thôi, cho nên mình bỏ qua cái là chuyện bình thường thôi, tại vì thị trường tài chính nó nhìn lắm, ví dụ như cái vùng đáy nó có thể tạo ra chỉ có vài tuần sau đó nó pump một cái là ít 5 ít 10 là chuyện bình thường mà. Crypto nó hay dễ lắm, cho nên là chúng ta cố gắng loại bỏ những cảm xúc cá nhân, cũng đừng có vì yêu quá mà khi mà nó đã trở nên tệ đi rồi mà chúng ta cứ cố gắng chúng ta ôm nó hoài, rồi nói chung là người ta hay nói là đừng có kết hôn với cái túi của cái túi của bạn á, mình nói tiếng Việt đó, đại loại là đừng bao giờ kết hôn với cái portfolio của bạn hết á, bởi vì sẽ có những thời điểm cho dù giá nó tốt đến đâu thì sẽ có những cái thời điểm mà bởi vì cái giá của nó đã vượt quá cái giá trị thật rồi, và thời điểm đó là cái thời điểm mà lực mua nó không còn nữa, tại vì sẽ không ai mua Arbitrum 1 đô 0.5 thì sẽ có người mua, chứ Arbitrum một ví dụ như 20-30 đô đi thì rất khó để có người ta sẵn sàng ra số tiền mua nữa, thì khi đó sẽ cái lực bán chốt lời nó sẽ khiến cho giá nó giảm thôi, thì sẽ có những thời điểm chúng ta phải chốt lời chứ không thể là chúng ta ôm một cái portfolio hoài được, thì đó là cái câu chuyện về cảm xúc ở trong thị trường, thì dĩ nhiên mình sẽ có thiện cảm hơn với Arbitrum. Tuy nhiên thì những cái quyết định đầu tư trong tương lai thì vẫn cần phải dựa vào những cái số liệu, những cái phân tích, những cái nhận định dựa trên đại loại là nó có căn cứ, chứ không thể nào mà yêu hay thích cho nên là yêu hay ghét mà mua hay không mua được. Disclaimer với anh em luôn là đây toàn bộ những cái thông tin cũng như là cái chia sẻ trong tập podcast tuần này của mình và anh Poseidon thì nó sẽ toàn là thông tin và góc nhìn cá nhân, chứ nó không được xem là lời khuyên đầu tư. Rồi thì disclaimer trước với anh em là như vậy, bởi vì cái câu hỏi tiếp theo dành cho anh Poseidon nó liên quan đến cái vùng giá
đó là hồi nãy anh có nói cái vùng giá là 0.5 và 1 đô cũng như là của Arbitrum, thì có vẻ như là mọi người đang định giá Arbitrum theo một cái hình thức là tạm gọi là relative, tức là so sánh nó với những cái con tương đồng kiểu như là Optimism này nọ, thì họ thấy là ok, kiểu như Optimism cũng là 10-11 tỷ FPV chẳng hạn, thì Arbitrum sẽ phải tàn tàn đâu quanh cái vùng đó chẳng hạn. Đó thì đây là cái cách mà nó cũng không hẳn là sai đâu, tại vì nó cũng là một cái cách định giá gọi là relative, tức là so sánh với những con tương đồng thì nhiều người họ ra được cái mức giá đó. Và ở trên Twitter thì chúng ta thấy là nhiều người cũng họ cũng share rất là nhiều về cái vùng họ sẽ bán và cái vùng mà họ sẽ chấp nhận mua. Tuy nhiên là câu hỏi dành cho anh Poseidon đó là nếu như mà không định giá theo cái cách mà relative tức là mình so sánh với những con tương đồng để ra được cái vùng đó, thì anh nghĩ đâu là cái intrinsic, tức là cái giá trị cốt lõi của những cái dự án tạm gọi là layer 2 này đi ha, thì làm sao để họ có được cái giữ được cái dòng tiền, và từ cái góc nhìn của nhà đầu tư thì cái định giá theo cái hướng intrinsic nó là như thế nào? Tại vì nếu như mà định giá theo kiểu relative thì nó cũng đúng, nhưng mà nó sẽ phải liên tục thay đổi, bởi vì xung quanh cái dự án nó sẽ thay đổi liên tục mà. Nhưng mà nếu mà định giá theo kiểu intrinsic tức là giá trị cốt lõi thì với anh Poseidon thì những cái token kiểu layer 2 như thế này thì nó sẽ như thế nào? Nó khá là liên quan nhiều đến UK. Nói chung cái vấn đề này nó cũng bị bàn cãi khá nhiều trong thời gian gần đây, khi mà cả OP lẫn ARB thì nó đều không phải là những cái token làm gas fee cho cái layer 2, mà nó chỉ đơn thuần là dùng trong quản trị, đa phần là dùng trong quản trị và staking. Thì định giá như thế nào hợp lý thì nói chung để trả lời câu hỏi này trong thị trường crypto nó cực kỳ khó. Tại vì thị trường crypto nó hoạt động nó không giống như thị trường truyền thống, và thậm chí kể cả mình thì mình cũng đã từng đầu tư chứng khoán rồi, thì mình thấy kể cả những cái phương pháp định giá trong thị trường chứng khoán đó, nó cũng chỉ là gọi là tham khảo thôi, chỉ là tham khảo thôi, mọi thứ nó đều mang tính tương đối hết á, và sẽ không có một phương pháp nào từ chiết khấu dòng tiền hay là PE hay là PB hay là một cái những cái nó còn thậm chí nó còn khó hơn, nó còn mang tính toán học nhiều hơn và nó dựa trên nhiều dữ kiện hơn, thì đối với mình nó đều mang tính tương đối cả. Đó, tại vì anh em phải hiểu là thị trường á, thì dĩ nhiên dự án tốt thì chắc chắn cái tiềm năng tăng giá nó sẽ cao, cái đó là cái và cái khi mà nó một khi nó bùng nổ thì nó sẽ bùng nổ rất là mạnh, thì đó là cái điều chúng ta phải thừa nhận với nhau, tức là dĩ nhiên là chúng ta luôn phải research để tìm ra dự án tốt. Tuy nhiên cái giá và cái giá trị nó đôi khi nó không được quyết định dựa trên cái câu chuyện là đơn thuần là tốt, nhưng mà mày phải biết tạo ra được cái sự cảm xúc, cái sự FOMO ở trên thị trường nữa. Thì đó, cho nên thường thì mình sẽ research, nếu đối với mình câu chuyện định giá ở dựa trên, anh em có thể dựa trên FPV, anh em có thể dựa trên market cap, anh em có thể dựa trên TVL, vân vân, và thậm chí anh em có thể dựa trên những cái liên quan, ví dụ như số lượng gas nó thu được hàng năm, hay là số lượng dự án phát triển trên đó, hay là những cái liên quan đến lạm phát token đều được hết. Nhưng mà mình chỉ lưu ý anh em một điều thôi, thí dụ như tại thời điểm hiện tại đi, thì cái giá của ARB thì theo nhiều người nói là không đắt không rẻ, đúng không ạ? Tức là ở một cái mức tương đối hợp lý. Và nó nói chung là nó thành công trong việc ra mắt token. Tuy nhiên thì cá nhân mình dưới góc độ nhà đầu tư thì mình sẽ muốn mua nó khi mà nó phải nằm dưới giá trị, thậm chí là bị đến giá dưới giá trị nhiều lần đó, thì mình mới là cái cơ hội tốt nhất. Chứ mình còn mua đúng giá thì cũng chưa hẳn là cơ hội tốt nhất. Thì anh em cá nhân mình thì mình sẽ quan tâm đến cái câu chuyện đầu tiên là dự án có tốt hay không, có cái gì để mà nó tiềm năng trong tương lai hay không. Cái thứ hai là mình sẽ theo dõi nó để mà mình thấy được khi nào mà ở trong cái hệ đó nó bắt đầu có sự gọi là có những cái dấu hiệu của sự bùng nổ, ví dụ như là TVL tăng, ví dụ như số lượng dự án tăng, ví dụ như là nó raise được một số lượng tiền lớn, ví dụ như là có những cái ví thay đổi về mặt kỹ thuật, có những cái ví liên quan đến smart money lớn mà nó bắt đầu nó tràn qua đó để nó farming, nó đẩy dòng tiền sang. Thì những cái đó là những cái dấu hiệu sớm, và đến khi đó thì chúng ta mới phải view lại toàn bộ những cái mà chúng ta đã research trước đây. Nếu mà toàn bộ nó đều dự án nó vẫn đang tốt và có những cái yếu tố dòng tiền vào, thì khi đó mới là cái thời điểm tốt mà, và khi mà thị trường người ta còn chưa nói nhiều về nó, thì đó là cái thời điểm tốt để mà chúng ta mua vào.
Tại vì đối với những cái dự án khác thì mình không bàn ở đây, nhưng mà đối với các cái dự án dạng như hệ sinh thái và các cái layer 1, layer 2 thì cái yếu tố quan trọng nhất là phải có dòng tiền. Anh em để ý là bất kỳ dự án nào nó bùng nổ thì trước khi nó bùng nổ thì TVL và các cái dự án nhỏ nhỏ trong đó nó cũng có dòng tiền đổ vào cực lớn hết. Đó là cái sự chuẩn bị, cái sự nền tảng đó, thì sau đó nó sẽ pump lên. Thì mình cũng chia sẻ như vậy thôi, và Arbitrum mình cũng sẽ theo dõi tương tự như vậy. Tức là thời điểm này thì mình vẫn chưa có cái quyết định mua bán gì cả, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tìm một cái cơ hội mà nó bị định giá thấp trong tương lai, và có thể là thêm một chút cái yếu tố timing bằng cách đó là theo dõi cái dòng tiền và cái sự biến động trong hệ sinh thái, và khi thấy những cái dấu hiệu mà nó sớm như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình mua vào để mình đầu tư. Thực sự ra thì nói đến đoạn này thì cũng chợt tự nhiên nghĩ ra là đúng là Arbitrum họ timing cái thời điểm ra token nó hay. Tại vì chúng ta thấy là ví dụ như Optimism khi mà họ ra trước và họ muốn giữ cái lợi thế là người đi đầu á, thì họ sẽ phải thòng một cái điều kiện khá là quan trọng, đó là cái round 2. Tức là họ sẽ bảo là ok, tôi sẽ airdrop rất là nhiều round, round 2, round 3, round 4. Còn Arbitrum là ok, họ không nói gì về cái round cả, họ sẽ kêu là vẫn sẽ có airdrop, nhưng mà họ ra ở cái thời điểm này thì vô hình chung người ta sẽ có một cái đoạn nail cái giá trị với lại Optimism. Tại vì cái câu chuyện mọi người kể ở trên thị trường nó khá là nhiều rồi, tức là họ so sánh Optimism với lại Arbitrum như kiểu là Coca với Pepsi á, kiểu vậy. Khi mà 100 người nói, khi mà gặp gì trăm người mà hết 90 người nói vậy thì chúng ta cũng phải tin thôi à. Thì đó, thì lúc đó thì cái cộng đồng họ bắt đầu sẽ vô hình chung sẽ tự neo cái giá trị FDV của Arbitrum vào cái Optimism, và lúc đó thì Arbitrum sẽ có thể giảm thiểu được một cái áp lực bán khi mà cái ngày họ ra token như vậy. Thì đây, nói đến đây thì cũng thấy là họ làm một cái khá là hay, đó là chọn cái thời điểm như vậy. Chắc là nói về một xíu về cái này thì em cũng hơi lấn cấn một xíu, tức là cái việc mà trước khi thu cái tập podcast này thì mình với anh Poseidon có đồng ý với nhau một cái topic là sẽ thảo luận về cái việc là liệu một dự án họ thực sự cần một cái token hay không. Và sau khi mà đi suốt một cái cuộc trò chuyện như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ vô hình chung là đúc kết lại là những cái use case của token á, thường thì nó sẽ thiên về dự án nhiều hơn. Tức là họ sẽ dùng token để raise fund, họ sẽ dùng token để điều phối giá trị ở trong cái hệ sinh thái sản phẩm của họ, và họ dùng cái token để làm một cái công cụ về marketing chẳng hạn, để người ta nói về dự án họ, người ta bàn về giá, người ta bàn về cái hoạt động của cái sản phẩm đó thông qua cái hình thức là cái token. Vậy thì cái token này nó thực sự cần thiết cho người dùng hay không, và cái use case của cái token này cho người dùng, cho những cái retail investor nó là gì, nó có hay không, có cái case nào như vậy hay không? Muốn nghe một xíu về cái vấn đề này và cái góc nhìn của anh Poseidon. Nói như Nguyên cũng nó cũng có phần đúng thôi, tức là đa phần token ra thì nó sẽ phục vụ cho dự án. Phục vụ ở đây anh em hiểu là để mà duy trì và phát triển dự án nha, chứ không cũng đừng ai nghĩ theo cái hướng tiêu cực là phục vụ, có nghĩa là xả lên đầu retail. Cái đó thì theo mình nó không hẳn là nó đúng đâu. Còn về phía nhà đầu tư và người dùng thì có thể là tôi vẫn sử dụng một cái sản phẩm bình thường, mà mặc dù tôi chả quan tâm đến token của nó là cái gì cả, nhưng mà tôi vẫn dùng bình thường thôi. Thì nó thực sự đối với những cái nhà đầu tư bình thường thì nó không cần thiết, nhưng mà khi mà anh em lên một cái level cao hơn thí dụ như anh em có nhiều tiền hơn chẳng hạn, và anh em cần token để làm những câu chuyện khác, thí dụ mình nói quản trị đi, chi phối đào chính xác quản trị đi, dưới góc độ nhà đầu tư thì như những cái quỹ lớn như A16Z thì người ta cũng đâu có phải là người ta nhận những cái token như Uni rồi người ta đung đâu, người ta giữ lại để người ta thực hiện cái quyền quản trị của người ta. Cái đó đối với những cái nhà đầu tư lớn đó, nó còn quan trọng hơn câu chuyện là bán Uni ở giá nào, nó còn quan trọng hơn. Thì tại vì đồng ý. Với mỗi một cái level của nhà đầu tư thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác đó. Thí dụ anh em đơn thuần là lên Uni swap mấy cái coin để đầu tư mua đi bán lại thì anh em có thể không quan tâm Uni là cái gì cũng được, nhưng mà đối với những người khác thì người ta quan tâm hơn, và người ta thậm chí là người ta phải đòi hỏi dự án có token. Thì
như Arbitrum cũng vậy thôi. Thì trước sau gì hồi trước người ta có nhiều cái tin là sẽ không có token và dùng Ethereum làm phí. Tuy nhiên thì anh em mình ngồi nói với nhau thì cũng đã nói luôn là chắc chắn nó sẽ có token. Tại vì ngoài câu chuyện đó là nó đưa ra cái token để mà nó có một câu trả lời cho những cái quỹ đầu tư bỏ tiền vào nó, thì nó cũng phải thực hiện cái câu chuyện quản trị trong tương lai. Tại vì Arbitrum nó sẽ hoạt động theo hướng phi tập trung và nó sẽ gồm nhiều validator node tương tự như Ethereum, và không thể nào có câu chuyện đó là không có token được, và không thể nào nó có câu chuyện là dùng ETH, thí dụ như nó không thể nào nó dùng một cái token khác để nó quản trị cho dự án của nó được. Thì trước sau gì nó cũng phải có cái token riêng cho nó thôi. Thì đó chính là cái cho nên là dưới góc độ nhà đầu tư thì có thể là một số anh em thấy là cái việc mà có token hay không có token nó cũng không quan trọng, nhưng mà theo cái xu thế chung của thị trường, khi mà hiện tại đa phần các dự án đều hoạt động theo hướng DAO và đều cố gắng hướng đến cái tính phi tập trung, hay là cố gắng gọi là gì capture lại cái giá trị cho giao thức của mình một cách tốt hơn, thay vì cái câu chuyện đó là tạo ra dự án, phát hành token sau đó đun và bỏ dự án, thì bây giờ người ta đang cố gắng capture cái giá trị cho dự án là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta đang cố gắng quản trị dự án một cách tốt hơn và phi tập trung hơn, thì cái việc mà ra mắt token theo mình là đa phần là sẽ cần thiết đối với những dự án mà nó tương tự như Arbitrum hay là tương tự như Uniswap, thì là cái điều cần thiết. Ok, cảm ơn Poseidon rất nhiều về những cái chia sẻ, nó hết sức là gọi là thẳng thắn thôi, tức là nghĩ sao nói vậy á, nghĩ sao nói vậy trong cái tập podcast tuần này. Và một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó khá là gây nhiều tranh cãi xoay quanh cái câu chuyện là token của dự án có hay không và cần thiết hay không, sinh ra được để làm gì. Thì cũng rất mong là sẽ nhận được những cái chia sẻ cũng như là những cái thảo luận của anh em, có thể là ở phía dưới comment của podcast này, hoặc là có thể ở trong cái cộng đồng FOMO Sapiens mà bọn mình đang xây dựng, thì bọn mình sẽ để link ở phía dưới phần description. Và hy vọng là chúng ta sẽ tăng được cái tính discussion, cái tính trao đổi ở trong cái DeFi discussion. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh Poseidon một lần nữa đã dành thời gian đến với podcast tuần này. Và bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi discussion ha. Rồi thì cảm ơn Nguyên, cũng rất vui khi được tham gia và chia sẻ những cái ý kiến và nhận định cá nhân của mình về DeFi và crypto. Rất mong là gặp lại anh em sớm trong những cái podcast tiếp theo. Chào tạm biệt anh em. Ok, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong những chủ đề cũng như là những câu chuyện tiếp theo xoay quanh thị trường DeFi.